2 tiếng rưỡi mà quý vị đầu tư mỗi ngày. Có hiệu quả rất dài lâu đến hàng ngàn năm, bởi vì trong khoảng thời gian mình đi vào sự vĩnh hằng. Trong lúc thiền định, thời gian dừng lại. Không phải chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, mà là hàng ngàn năm của vô lượng kiếp tiến hóa và phát triển gộp lại, quý vị hiểu không? Quý vị bước vào khoảng thời gian và không gian khác. Như vậy, quý vị được nạp lại năng lượng và khi trở về, cả người quý vị được mới lại. Vì thế, không phải luân hồi hoài. Để được đổi mới hay để được trở về với tự tánh của mình. Bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra đều với mục đích là học hỏi để nhận biết lại chính mình. Vậy thôi. Nếu đời này chúng ta không làm, thì đời sau phải làm. Rồi đời sau, đời sau, đời sau nữa. Còn nếu bây giờ chúng ta có thời giờ, mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi, tức là mình đã làm cho hàng triệu năm rồi đó. Mỗi 2 tiếng rưỡi mà quý vị dành ra. Được rồi, không biết tại sao, nhưng vậy cũng được. Không biết tại sao quý vị lại vỗ tay. Thôi, không sao. Nên đừng cho là chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi, hay đừng nghĩ như vậy là nhiều quá. Mỗi 1 phút mà quý vị dành ra để thiền là tượng trưng cho thời gian của một kiếp. Bởi vì trong cảnh giới vĩnh hằng, không có gì gọi là 2 tiếng rưỡi đồng hồ hay 1 phút mà luôn luôn là vĩnh hằng. Mình tính thời gian vì mình bị kẹt trong thời gian. Và mình biết có thời gian. Một khi vượt ra khỏi thời gian rồi thì không còn thời gian nữa.